Vâng, chào các bác nhé. Buổi tối hôm nay thì em vừa khui được 5 con đẩy các bác này, 5 con đẩy Crown ha. Đây các bác cùng xem thương hiệu Crown Vương Miệm này các bác này. Đấy, và cái model của nó là 460 CSL ha. Đấy, em về được 5 con các bác này. Đấy, 5 con này về thì cũng còn khá là mới ha. Đây các bác cùng xem đây. Đấy, các bác cùng xem từng con ha. Hàng về còn rất là mới các bác ạ. Đấy, đợt này thì em chỉ có bán hàng tuyển chọn ha. Cho nên là hàng đợt này của em nhìn con nào cũng đẹp các bác. Và tất cả là zin nguyên bản ha. Em đã test hoạt động hoàn hảo rồi các bác. Rồi các bác cùng xem mặt mũi một lần nữa ha. Và em sẽ quay bên trong nội thất. Đây nắp lưng thì em mở sẵn hai con nha. Để mà em quay nội thất cho các bác xem. Nắp lưng em bỏ như này các bác này. Rồi các bác cùng xem bên trong đây. Đấy, bên trong là một nguồn ha. Và hai tụ lọc và Philips Vương Miệm các bác này. Đấy, tụ Philips ha, Vương Miệm này. Đấy, còn bên đây thì nó còn cái tem các bác này. Đấy, một quạt tản nhiệt bên trong ha các bác ha. Rồi và con này nó chạy tổng cộng là 8 sò sắt Vương Miệm. Đây sò sắt Vương Miệm các bác ha. Logo Vương Miệm này các bác này. Đây. 8 con sò sắt Vương Miệm ha. Đây bên đây 4 con này và bên đây là 4 con này các bác này. Đấy, dòng đẩy Crown thì chất âm khỏi bàn tới luôn các bác, cực kỳ đỉnh ha. Chất âm đẩy Crown thì cực kỳ đỉnh luôn các bác. Nghe nhạc và hát karaoke là đều hay ha. Các bác ghép theo con vang nữa là các bác hát karaoke tuyệt vời rồi. Đấy, 8 sò sắt Vương Miệm. Đấy, riêng dòng này thì cực kỳ khỏe ha. Bác nào mà có những đôi loa Nhật, loa Mỹ bass 30 á, các bác ghép vô, các bác nghe cực kỳ căng ha. Hoặc là ghép hai đôi loa Bose 301 ha. Đấy, các đời 301 các bác là ghép được hai đôi. Những dòng BMB, Pioneer ha, hai cặp Bose, hai cặp bass 20 ha, là các bác chơi rất là căng. Hoặc là một đôi loa bass 30, hàng Nhật, hàng Mỹ ha. Rồi, và em sẽ quay ở phía sau cái thông số cho các bác xem đây. Đấy, bên hông đây ha. Rồi, và đây là phía sau các bác này. Đấy, con trên con dưới ha. Đấy, tất cả là xài đường 6 ly các bác ạ. Đường vào là đường 6 ly ha. Và điện của nó là điện 220V. Đây, lát em sẽ quay cái thông số này. Giờ em quay tổng thể cả 5 con ha. Đây là ở phía sau này các bác này. Đấy, cầu ra loa đây ha. Đấy. Và đây là cái tem thông số này các bác này. Đây, Crown Made in USA các bác này, sản xuất tại Mỹ ha. Và dòng điện họ đang đề là 220V các bác này. Dòng điện Mỹ xuất thị trường châu Âu ha. 220V rất là tiện lợi cho các bác cắm điện nhà luôn, không có sợ bị cắm nhầm điện ha. Rồi, đường vào đường 6 ly này các bác này. Và hai volume phía sau ha. Đây hai volume nhỏ phía sau này các bác này. Đấy. Đấy, tổng thể đây các bác này. Rồi phía sau thì còn đẹp ha. Nói chung là hàng bãi về nhưng mà còn rất là mới các bác. Đấy, em tuyển hàng đẹp đẹp về bán ha, cho nó dễ các bác ạ. Hàng xấu quá thì các bác lại chê. Bán hàng đẹp đẹp như vậy thì mới mau được ha. Rồi, Crown 460. Nói chung thì rất là nổi tiếng rồi về cái thương hiệu đẩy Crown ha. Rồi, em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy, một con là 5.800.000 bao ship ha. Một con là 5.800.000 là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đấy, em về được 5 con. Tầm 2-3 hôm nữa thì em về được khoảng 4 con nữa ha. Đấy, dòng này thì em gần Tết rồi. Cho nên là em nhập những dòng đẩy công suất về ha. Em bán cho các bác ghép hát karaoke mùa Tết ha. Đấy, cũng gần tới Tết rồi các bác ạ. Chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa thôi. Rồi, 5.800.000 một con em bao ship ha. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Đây, số điện thoại của em đây. 0981 384842. Rồi em có xin chào các bác nhé.